Cả nhà thân mến, đây là cây nam châm để chúng ta có thể tạo ra những đường kết ai táo bạo nhất cùng với Lavit Nail. Cây này có hai đầu, một đầu hình chữ nhật, một đầu hình tròn. Tác dụng của nó là đẩy, đẩy và đẩy hết. Đây là một móng mà Lộ đã sơn sẵn cái màu trong collection thứ nhất, là collection số 1, màu số 11 quý vị nha, màu hồng bánh bèo dễ thương. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ dùng cái cây này với đầu vuông, đầu hình chữ nhật đó. Mình đẩy thì mấy cái hộp kết ai nó sẽ dồn về một phía, nó sẽ tạo thành một cái đường kết ai đó, chấn động cho mọi người nha. Trời ơi, má ơi, nó sang quá vậy nè. Đó, nếu đẩy thì nó như vậy, còn nếu mà mình ịnh lên tạo một cái đường thẳng ở trên đây, mình sẽ tạo một cái đường kết ai thẳng. Nó xuất sắc cho mấy mẹ. Đó, cái này là đường xéo nha. Quý vị có thể đẩy ngang, đẩy dọc, đẩy xuôi, đẩy ngược gì đó để tạo những cái đường theo mong muốn của mình. Thí dụ là làm ngang thử nè, làm ngang 1, 2, 3, gom ngang nè, chia đôi cơn mơ nè mấy má, thấy không? Xuất sắc chưa? Dễ thương ha. Và mọi người có rất là dễ thao tác luôn, mọi người thấy đó, và rất là nhanh nữa. Trời ơi, lấy tiền không khó nha. Đó, đây là cái công cụ đầu tiên để tạo ra khách ai nha. Và bây giờ tới đầu tròn đi. Bây giờ mình sẽ tới đầu tròn cho mọi người coi liền nè. 1, 2, 3, tới đầu tròn nha. Cái công năng của đầu tròn nó cũng giống như là đầu vuông, nó cũng là để đẩy, nhưng mà cái hiệu ứng nó rất là đặc biệt. Và mọi người sẽ có thể biết ngay bây giờ tạo hình tròn ở giữa khách ai quý vị. Và không có khách ai, nó sẽ giãn ra những cái hạt nó ra, nó làm cho cái móng mình, cái phần mà ánh nó sẽ chia đôi cơn mơ ra nữa. Dễ thương không? Rồi, đó, gom lại nè. Trời ơi, xuất sắc chứ mấy mẹ. Còn đợi gì nữa, ra tiệm đầu tư bộ móng liền nếu mà coi cái clip này ha. Còn mấy chủ tiệm còn đợi gì nữa, nhấc phone lên gọi liền, hốt liền quý vị ơi. Dễ làm, dễ thao tác, dễ kiếm tiền, tăng income ngay lập tức. Bây giờ sẽ tới với một cái style móng mà xuất sắc quý vị, mà tôi cũng rất là hay làm luôn. Và hôm nay mới biết được cái cách làm một cách gọi là thực tế nhất. Mọi người thấy cái cây này đó, nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà có thể tạo được rất là nhiều kiểu. Và ngay bây giờ là một cái kiểu rất ấn tượng luôn. Chúng ta sẽ dùng một cái chiều ngang đó, nghiêng chừng 45 độ trên sát cái đầu móng, để đẩy những cái hộp cái ai chạy lên dồn lên trên, để tạo ra một cái frame rất là ấn tượng, mọi người thấy không? Thấy chưa? Thần kỳ chưa? Xuất sắc mấy má ơi. Đó, dễ xài, dễ chơi, dễ trúng thưởng đó mọi người, là đây chứ đâu nữa. Rồi ha, nhanh tay, lẹ chân, ra, hốt 14 like về dùm đi quý vị. 14 collection đó là sẽ được tặng 14 cây này. Mình chia cho 14 thợ cho một tiệm là được ha. Em tin là quý vị là tiệm nào cũng khoảng 14-15 ghế hết à ha. Ai cũng giàu mà. Rồi, mua liền, dễ xài, dễ chơi, dễ trúng thưởng nha. Tiếp nè. Và công cụ tiếp theo chúng ta phải tốn 2,5 đồng thay vì được tặng quý vị nha. Và dĩ nhiên tiền nào của nấy, công lực thâm hậu vô cùng. Ngay bây giờ để coi em ấy làm được gì. Kế đâu quý vị, và màu sẽ thị phạm là màu số 12 trong collection số 4. Cái màu Galaxy rất là đẹp, có ánh hồng và tím ha. Thì quý vị có thể thấy cái tool này, cái lực đẩy nó rất là mạnh, nó gom những cái ánh khách ai lại rất là gọn, rất là nhanh thao tác, nó gọn gàng, sắc bén, tạo ra những cái đường frame rất là đẹp và có thể thao tác được rất là nhiều kiểu khác nhau. Và các bạn đang thấy kỹ thuật viên đang tạo một cái frame rất là khó nhưng mà làm lại rất là nhanh. Đó, nếu mà chúng ta để ở trên xuống, đẩy xuống, nó sẽ tạo một cái đường tròn rất là đẹp ha. Những cái đường Galaxy rất là tuyệt vời, giống như những dải ngân hà vậy đó. Thì cái công cụ này giúp chúng ta thao tác rất là nhanh và tạo được nhiều hiệu ứng Galaxy rất là đẹp. Nếu mà các bạn mà xài những cái gam màu tối có cái hiệu ứng ánh kim tuyến cần nó nhiều, thì nên chọn cái công cụ này để mà mình hỗ trợ thêm. Wow, mọi người có thể thấy một cái dải ngân hà trên cái bộ móng của mình ha. Rất là dễ làm luôn và hiệu quả, thao tác lại rất là nhanh nữa. Tuy nhiên nó không có được tặng, mọi người phải mua 2,5 đồng cho cái tool này nha. Và đừng quên bỏ nó vào bộ sưu tập để khi mà mình sử dụng thì nó sẽ rất là dễ tìm. Đó, đó, cái nam châm trụ tròn có thể xài cho khách ai rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc bút màu hồng, được gọi là bút nam châm tạo kết ai theo kiểu có sẵn quý vị nha. Thì nó sẽ có hai đầu, một đầu chúng ta sẽ tạo được những cái vệt vằn giống như con ngựa vằn hoặc là con cọp đó. Đầu còn lại với 5 cánh hoa giống như một cái bông mai gì đó, rất là may mắn, là dành cho những người mà không thể thiếu bông thiếu hoa trên bộ móng của mình đó mọi người. Ngay bây giờ chúng ta sẽ thao tác thử nha. Và chúng ta sẽ sử dụng màu móng trong collection số 6, màu số 3 quý vị. Nó có cái ánh nâu đỏ rất là đẹp. Và chúng ta sẽ dùng cái tool lúc nãy, mình sẽ đẩy cho hết tất cả những cái hạt
kim tuyến của màu cách eye lên cho nó sáng rực lên mọi người nha. Phải đẩy hết cho nó sáng lên thì cái hiệu ứng nó mới được khai thác tối đa. Sau đó dùng cái đầu bông mai và cái đầu có 5 cánh á, ịnh thẳng 90 độ vô và giữ trong vòng 1 tiếng rưỡi là đi nấu bánh tép đó má. Còn này chừng hả 3 giây thôi mình dở ra thì có cái bông mới má nha. Trời ơi, đó nghe 1 tiếng rưỡi cái ai cũng giật mình hết trơn phải không? Không có đâu, nhanh lắm mọi người thấy không? Nhanh lắm, bởi vì tôi nói là cái này để tăng income dễ lắm là như vậy nha. Dễ kiếm tiền, nhanh thao tác nữa. Chúng ta sẽ sử dụng cái đầu cây đó, còn lại sẽ tạo ra những cái sọc giống như là cái vằn của con ngựa vằn hoặc là cái vằn của con cọp đó, cái vằn rằn ri đó mọi người. Đó, rất là dễ luôn, thao tác rất là nhanh mọi người thấy không? Thì cái công cụ này á, mọi người rất là dễ thao tác luôn, nên thủ sẵn ở trong giỏ của mình để khi nào cần móc ra xài cho nó nhanh nha mấy má. Đó, cái cây màu hồng có hai cái đầu, 5 cánh với lại cái đầu có thể làm mà cái vằn con ngựa vằn. Ok. Mọi người thân mến, và đây cũng là một cái công cụ mà quý vị phải tốn 2.5 đồng để sở hữu nó quý vị nha. Tại sao những chị em không khéo tay mà hay vẽ vời thì tậu nhanh bỏ túi để làm gì? Nó sẽ tích hợp những cái phương tiện chúng tôi đã thiết kế sẵn, chỉ cần ịnh lên là ra một cái khách eye rất là đẹp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tool này nha. Đầu tiên chúng ta phải sơn cái màu. Thí dụ mọi người đang coi đó, một màu kim tuyến rất là đẹp. Cái mã số của nó là số 7 trong bộ sưu tập số 7 quý vị nha, collection số 7, màu số 1. Sau đó sẽ đẩy hết những cái hạt kim tuyến của nó cho nó sáng rực lên. Đó, quý vị thấy không? Sáng trưng rất là nhanh để sáng ha. Trời ơi, như vậy thôi cũng đã đẹp rồi. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, chúng ta sẽ dùng cái tool 2.5 nãy đó quý vị, để có hai chữ S nè. Nếu quý vị để thẳng lên, xéo qua một bên gì đó, tạo ra chữ S kỳ diệu chưa mấy má, hay chưa mấy má, thần kỳ chưa. Và nếu mà chúng ta đặt ngang cái chữ S đó lại thì chúng ta sẽ tạo ra một hiệu ứng có một cái chữ S khác nữa. Đó, một cái dấu chéo, trời ơi xuất sắc mấy má. Cái này mà dán thêm cái hột xoàn lên nữa, trời ơi tính bộ này 200 mọi người nha. Đó, rồi nhẹ nhàng. Cái đoạn ở giữa có công năng luôn 2.5, lấy quý vị không phải là lấy không đâu nè. Nhìn nè, 1, 2, 3 vô, ịnh cái đầu giữa lên có hình tròn đó, làm gì nó tán cái hộp kim tuyến ra thành hai cái sọc, thần kỳ chưa mấy má, xuất sắc tình đời chưa. 2.5 đáng đồng tiền bát gạo, đầu tư nhanh đầu tư lẹ. Đây, cái đầu còn lại có cái tác dụng là đẩy hút, chỉ cần đổi cái hướng của cái cây 500 thôi là vừa đẩy vừa hút. Đó, dễ sợ cho quý vị. Ta sử dụng hai cái cây 500 giống nhau để thao tác cho mọi người coi khi chúng ta có hai miếng 500 rời ha. Rồi mọi người đợi trong ít phút nha. Đó, gắn vô nè. Tốn 2.5 làm chi, mua nguyên set 102 đồng là có được tặng cây rồi, đúng không? Để có thể thì phạm hai cái tool mà vừa giới thiệu cho mọi người là màu số 6 trong collection số 14 nha. Một màu xanh rực rỡ phù hợp với mùa Noel. Ngay bây giờ, kỹ thuật viên sẽ dùng hai thanh 500 đảo ngược đảo xuôi 360 lần để tạo ra một hình tròn ở giữa tâm của cái móng quý vị. Quý vị nhìn kỹ thao tác nha. Sau khi mà đẩy qua đẩy lại được cái hình tròn rồi, kỹ thuật viên sẽ 1, 2, 3 dứt khoát để giữ được độ tròn của cái hình tròn đó, không thôi để thành cái hình bầu dục nha. 3, 1 giật. Đó, bây giờ còn nhanh hơn tôi nói nữa quý vị thấy không? Tròn do quý vị. Dạ, như chữ O nha. Rồi, bộ này lấy rẻ 200 quý vị. Đó, dễ kiếm tiền lắm quý vị nha. Với cái cây này còn có một tác dụng rất là tuyệt vời nữa khi thao tác, nhưng với điều kiện quý vị phải chịu phá làng phá xóm là gỡ nó ra nha. Sau khi gỡ ra thì quý vị sẽ sắp các cục 500 lại theo hình chữ T như vậy nha quý vị nha. Rồi, cái hình chữ T này sẽ làm được cái gì cho móng của quý vị, cho cái design của quý vị, thì ngay bây giờ xin mời quý vị coi clip của kỹ thuật viên sẽ thao tác nhanh lẹ để quý vị có thể kịp nắm nha. Lên nhạc, ịnh lên một cái quý vị nha, ịnh trực tiếp 90 độ vô. Rồi, 3, 2, 1, mở ra. Đó, xuất sắc chưa mấy mẹ, xuất sắc chưa. Đó, có nghĩa là cái thao tác này sẽ dễ dàng hơn, dễ dàng thực hiện để tạo một cái đường tròn rõ nét hơn nè, dễ thực hiện hơn nè so với hai cái 500 rời. Ok, đây là những thao tác cực kỳ đơn giản vừa rồi là các bà có thể sở hữu một bộ móng bling bling rồi đúng không? Tưởng khó mà nó quá dễ luôn. Lavit Cat Eye Gel rất là dễ sử dụng nè, xứng đáng là một trải nghiệm tuyệt vời cho mấy bà thích sang xịn mịn đúng không? Và ngoài ra nhà Lavit còn rất là nhiều những collection mới nhất nè.
rồi những cái hot deal dành tặng cho mọi người. Cho nên Lộ sẽ giới thiệu ở video sau nha. Còn bây giờ thì mọi người phải nhanh tay lên GTK Nail Supply để có thể săn deal tốt nè, mua hàng với giá rất là ok luôn. Nhanh tay gọi ngay cho GTK Nail Supply quý vị nha.